Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 5, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, những điều chứng kiến có thể làm thay đổi suy nghĩ của người ta đến độ nào? Mời quý vị quay lại những khung cảnh Việt Nam giữa buổi giao thời của thập niên năm 1940 đến năm 1950. Cũng như mời quý vị xem lại khung cảnh đời sống ở miền quê, thành thị và tâm tư của thiếu niên miền quê trước những sự bạo tàn của người Pháp, những bạo tàn của Việt Minh và những nhận thức ngày càng rõ rệt của ông về Việt Minh và thời đệ nhất Cộng Hòa qua phần 5 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Cha như vậy, cha nhìn ví dụ như nhìn người cộng sản đi, thì có cái nét đồng cảm không khi mà họ nói là ở đâu có bất công thì ở đó có đấu tranh? Cộng sản là rất là giáo sĩ, cộng sản rất là lưu manh, luôn cái chỗ đó là nó dùng cái mô tiếp tốt để đưa hiệu quả xấu, và người những người khác là không biết cái đó, nhưng nó biết khai thác những cái chỗ điểm cái tốt của cái lý tưởng để đưa thành một cái kết quả rất là tồi tệ. Nó thí dụ vấn đề chiến tranh giải phóng dân tộc là ý tưởng rất tốt, chiến tranh giải phóng dân tộc là ý tưởng rất là tốt, nhưng mà Hồ Chí Minh và bè lũ chúng ta núp phía sau đó một cái ý đồ âm mưu rồi lợi dụng tất cả đảng phái quốc gia kêu gọi hợp lực tác thành Việt Minh để chu về để đến Pháp để mà giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của Pháp chẳng hạn, của Mỹ ha. Nhưng đằng sau đó nó đã có một ý đồ rồi, khi giải phóng được hết đất nước rồi đó, thì tao diệt hết chúng mày và tao sẽ đè lên đầu một cái thế đều là tệ trăm hàng ngàn lên cái đầu mà ở trước. Đây là cái sự lưu manh của đầu óc nó sinh ra cái chủ thuyết lên này. Nhưng mà cái ý niệm về cộng sản mà cha vừa mới nói cái đó là về sau thôi, chứ còn lúc mà cha học đại tang mới bắt đầu thì chắc chưa có nhưng mà sau khi lớn lên tôi thấy khi mà trong thời gian đó cha có nghe về cộng sản hay là cha có cảm thấy là có một cái gì gần gũi cái sự đấu tranh của họ với lại cái điều mà cha nói về giáo sĩ trong không có một sự gần gũi nào với dòng sông tôi biết. Không phải là gần gũi với người cộng sản, nhưng mà gần gũi với cái chuyện mà tại sao người ta bị hấp dẫn vì cái chuyện đó, tại sao những người đi theo cộng sản họ là bởi vì người ta có một cái lý tưởng dân tộc mà ta biết là lý tưởng đâu, lý tưởng bị gạt. Phải nói rằng lúc đầu tôi có thời gian hồi tôi bắt đầu bị hiểu biết đó, tôi nghĩ người Việt Minh là tốt, tôi nghĩ người Việt Minh là tốt. Năm đó là cha bao nhiêu? Chừng 7, 8, 9, 10 tuổi giờ là khá 10 tuổi. Tại sao cha thì vừa cảm thấy bởi vì tôi thấy người Pháp ở đây thì nó quá là đô hộ nước mình rồi, người Pháp quá uy quyền, người Việt Nam mình thì khiếp sợ dưới bóng của người Pháp. Thành ra thì cái chuyện mà nói rằng đánh đuổi Pháp đó là một chuyện rất là tốt, giải phóng dân tộc. Từ khi mà tôi nói chuyện, từ khi mà mở mắt tôi thấy những cái xác chết trôi sông đó, đó là hình ảnh nó đánh động tôi rất là nhiều. Tôi đặt câu hỏi tại sao những người mà bị trói cá, mổ bụng chặt đầu thả trôi sông, họ là ai? Họ là ai? Mà tại sao họ bị như vậy? Thì sau này mới biết đó là những nạn nhân của Việt Minh. Hồi đó chưa có biết chuyện cộng sản gì đâu, Việt Minh. Tôi kinh sợ Việt Minh và tôi biết là đây là cái đảng cướp đảng và nó giết người chứ không phải là cái đảng giải phóng gì cả. Từ đó tôi đã hiểu là Việt Minh này nó là sao tin ron rồi. Cái đó là cha nói là ngay từ cái hồi ở quê đó phải không? Ở quê đấy. Mà tôi nói hình ảnh những xác chết trôi sông hình đó là một cái impact rất mạnh trong đời tôi. Mà tôi nghĩ như đứa nhỏ cả không thấy cái đó. Mà khi mà cha học lớp đệ tam lớp 10 có bao giờ cha liên tưởng cái chuyện là có thể người ta sai lầm hay có thể cái nhìn của mình lúc đó không đúng không? Thí dụ anh hỏi lại câu hỏi này cho rõ hơn. Thí dụ mà cái chuyện mà cha nhìn và bảo là bị người ta giết này, nó nghe Việt Minh này, nó có bao giờ mình mà đánh lại cái câu hỏi là có thể mình nhìn sai hay là có thể những người ta nói sai không? Bởi vì khi tôi lớn lên anh biết trong cảnh chiến tranh thì sau đó là hình ảnh đầu tiên, rồi sau này những vụ giật mìn xe đò xe lam rồi nó vô là nó bắt chặt đầu cắt cổ trước mắt tôi mà, thành ra tôi kinh hãi. Thì cái đám này là đám quỷ và đám người. Cái đó là trong ngay thời Pháp. Ngay cái thời đó mà tôi còn lớn lên đó. Việt Minh nó bắt nó vô nhà người ta, nó bắt nó chặt đầu mổ bụng. Ngay thời Pháp á. Chứ không phải là nói chuyện mà về sau này đỡ không nhiễm đâu. Thành ra tôi nó bắt đầu thừa đó mà tôi bắt đầu cái khủng bố, dùng cái sự khủng bố để nó khuất phục người khác. Cái tác tích nó là khủng bố. Anh không theo tôi giết anh. Rồi tới giờ lớn lên thì nó càng rõ hơn.
anh biết cái nhà quê mà, nhà quê thì là có người ta sống một ngày, một ngày hai thế giới, mặt trời mọc lên thì thế giới của quốc gia, mặt trời lặn xuống thế giới của dịch khủng. Thành ra đời sau này người dân miền Nam khổ không thể nào tưởng tượng được. Tôi là nạn nhân mà, tôi sống nhà quê, thành ra cái hình ảnh gì người cộng sản đối tôi nó kinh hoàng. Cái người ấy, cha thấy cái sự khác biệt giữa cái người ở quê với người ở tỉnh là những chuyện mà cha chứng kiến thì người ở tỉnh đâu có chứng kiến. Không chứng kiến. Tức là những cái mà mình thấy có thể khác hẳn với lại những người không, không chứng kiến, người ta vẫn vui vẻ. Lên tỉnh thấy người ta vẫn vui vẻ, vẫn sống đàng hoàng, vẫn đi làm, vẫn ăn chơi. Có ai nói cái chuyện Việt Minh hay là gì trong cái đời sống học sinh của cha khi mà cha lên tỉnh không? Hay khi nào mà có những cuộc pháo kích, có những cuộc bắn người, việc xe đồ thì người ta nói. Việc cộng việc binh ác này chứ bình thường thì tôi thấy người sống bình tĩnh thì không có quan tâm lắm. Không quan tâm. Ai sống yên ổn thì vẫn lo hưởng thụ, còn ai mà ở nhà quê khổ thì vẫn lo khổ, cho nên xã hội đó nó chia rõ ràng là hai giới, giới thành thị và giới thôn quê, rõ lắm. Mình thôn quê thì nó bị lấp vế về nhiều mặt lắm. Cái cuộc sống ở tỉnh như vậy rồi theo cha thấy lúc đó gần như là một cái biển phải một cái bờ biển gần như là như vậy, cái người ở dưới biển khác mà cái người đúng rồi, bờ trên bờ khác. Nhất là tôi thấy rõ nhất đối với tôi là sau khi chế độ Đại Việt Cộng Hòa sụp đổ rồi, tới Việt Cộng Hòa, khi Đại Việt Cộng Hòa lên đó, tức là cái thời mà Pháp nó đổ lên thì Đại Nhất Cộng Hòa thì cha cảm thấy như thế nào? Cái đó tôi không thấy rõ lắm về cái bởi vì mình ăn gì mặt lưu truyền nhiều hơn rồi đó, người ta thủng cái vô nhiễm bộ máy tuyên truyền đó, nó ca tụng hết sức về vô nhiễm, cho nên chúng tôi hồi đó tôi không ý thức được cái sự thay đổi về chính trị, về đời sống kinh tế xã hội của cái sự thân xí sinh giữa bên thời Pháp thuộc và vô nhiễm. Khi mà cha nói là coi như là cái bộ máy tuyên truyền nó hoạt động, cha còn nhớ những cái hoạt động nó như thế nào? Thí dụ người ta đề cao vô nhiễm một cách hơi qua sách vở hay là qua vận động, qua cuộc sống hiện tại. Thí dụ này, mỗi lần anh vô ra phát rồi phải có bài suy tu của tổng thống. Tôi cho cái đó là nó hơi. Bây giờ lớn lên mình nói, hồi nhỏ mình chưa biết, cái nó hơi quá. Giống như đánh bóng lãnh tụ thì ta nói thần thiên nhà bộ hạ, nhưng mà cái đó thì nó hơi quá. Suy tu tổng thống rồi coi như tất cả những cái gì tốt đẹp gắn vô cho cái nhân vật đó để có tạo một hình ảnh lãnh tụ, thì cái đó nó làm cho những cái tiêu cực đó nó bị che xuống. Thì sau này thì lớn lên tôi mới hiểu, rồi đó tôi không hiểu, nhưng mà có cái này tôi thấy rất là rõ ràng là tôi cho là rất dở là ông tổng thống Vũ Đình Diệm là người rất tốt, tôi phải nói ông là người rất là tốt, rất đáng kính trọng trong lòng tôi, nhưng mà cái gia đình của Vũ Đình Diệm đó thì có rất nó can thiệp quá nhiều vô cái vấn đề quốc gia, thí dụ như giai trò của Đình Thục, của giám mục của Đình Thục. Tôi cho đó là ông Ngô Đình Thục cũng là một nhân tố để làm cho suy sụp cái nền kinh tế không ạ. Tôi cho vậy. Cứ phải đứng xa đi để cho chú em mình nó làm việc nước. Còn mình nếu mà mình đúng ra nghe để mà giữ vững một cái cương vị một tổng giám mục, tôi giáo đứng thẳng ra cái chuyện của chú là của chú. Tôi lo về phần tôn giáo thì nó đỡ hơn rằng này, biết người ta khai thác đủ mặt ở đó thì ông là thuộc cao tiểu quá nhiều đến nữa. Cái lúc đó cha có cái ý niệm đó chưa, hay là cái này là sau thôi? Có rồi đến nỗi đó tôi học chung với con tài xế của ông là thuộc, con học tôi học trường học Nguyễn Tổ đó, tên Hồng Hoa, ông già nó làm tài xế đấy thuộc. Mà ông tài xế mà thiên hạ cũng sợ ông tài xế, thiên hạ sợ ông tài xế của ông Gia Thục đó, hết sức là sợ. Thằng con tài xế đó cũng giống thể là một cái gì là có địa vị đặc biệt trong số thanh niên của tôi đó. Tôi thấy nó rõ lắm, mà cái đó nó bậy lắm anh này, bậy lắm. Thành ra cái tôn giáo làm cho người ta khiếp sợ, dựa vào thế quyền, thần quyền mà dựa thế quyền là không rồi. Tôi đã thấy chuyện hồi nhỏ, lớn lên thấy rõ hơn. Rồi một số linh mục cũng dựa vào cái thế tôn giáo đó thì được kính nể. Em biết có người ta mà phải dừng lại đâu. Chỉ rồi
con ta dừng lại đâu, có quyền muốn hơn, rồi nó là lộng hành, thế là không được. Cái đó là tai hại quốc gia rất là nhiều. Cái đó có ảnh hưởng ở trong cái trường của cha đi học không, có cái gì thay đổi không, hay là nó là mặt ngoài xã hội cha nhìn nữa? Tôi nhìn xã hội, còn trong trường thì vẫn học sinh bình thường thôi, là các thầy hiệu trưởng rồi thầy giáo cô giáo rồi ban giám đốc thị, ban giám đốc cũng làm việc bình thường thôi. Tức là nói tóm lại thì cái thời mà Pháp rút đi với lại cái thời đệ nhất Cộng hòa, không nói thấy cái mặt giáo dục không gần không, như không, 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 không có gì thay đổi. Không phải là mấy, nó chuyển qua từ Pháp qua Việt Nam thôi. Nhưng mà tiếng Pháp học từ rất là nhỏ, học rất là nhỏ, ở tiểu học có tiếng Pháp rồi, tiểu học có rồi.